Hello anh em, xin chào ngày mới anh em ơi. Loa này giới thiệu anh em nha, chào mừng anh em là loa này là loa Xbox C có màn lưới màu trắng. Đó là hàng chính hãng của Audax, của tập đoàn Audax Indonesia, do công ty bao phân phối tại Việt Nam. Nói chung là khi mình nâng cấp hệ thống là nó hay là sử dụng cho nhà chim mà nó quá hiệu quả anh em ơi. Anh em xem đúng không? Đó, đây là hình ảnh chân thật của loa Xbox xe màn lưới màu trắng, hàng chính hãng của tập đoàn Audax Indonesia, công ty ta ba phân phối là độc quyền tại Việt Nam. Nói chung là rất là tuyệt vời anh em ơi. Ok anh em ha. Đó. Quá ông định em, cái độ bền của loa này là nó ít nhất là không phải là nếu bắt đúng kỹ thuật không chạm không này kia là ít nhất mười mấy năm anh em. Mình nghĩ chắc cũng trên chục năm chuyện bình thường á, mười mấy năm thì ba chưa biết, chứ còn trên chục năm là chuyện bình thường. Ok anh em ha, trừ những trường hợp mà sét đánh hay bự này kia chập điện này kia thì ba không nói, chứ mà nếu mà bình thường thì ở trong là trên 10 năm là chuyện bình thường. Ok anh em ha. Đó, cái mặt hàng này thì do công ty bao độc quyền, không phải độc quyền tại Việt Nam, chỉ có công ty bao độc quyền Việt Nam thôi. Ok anh em ha. Hiện bây giờ thì nói chung là cũng có nhiều đại lý ở Gia Lai này, cũng có nè, ở Tiền Giang cũng có nè, rồi ở Quảng Ngãi cũng có nè, chỗ anh Tùng đi coi đâu anh em cũng có nè, nói chung là cũng nhiều. Thứ hai nữa anh em đi làm kỹ thuật là nói chung là ở bên trong Tân Nguyên anh em cũng nhiều dữ dằn luôn. Nói chung là cũng đang thành công với cái loa này rất là nhiều luôn. Ở bên An Giang thì cũng có mấy anh em lái về cũng thành công, rất là thành công anh em đó. Ok anh em ha. Nói chung tất cả hàng Audax thì nói chung loa nào thì nó cũng ok, nhưng mà mỗi loa thì nó phù hợp với mỗi dùng chim khác nhau. Ok anh em ha. Ví dụ những cái loa này thì chúng ta hỗ trợ cho chim con nó ấy anh em ơi, nó đậu trên bằng loa. Ok anh em ha. Ví dụ cái loa Xbox S thì nói chung là tần số nó cao hơn, cái đó là cái bằng loa, nó là bằng loa đôi anh em, nó rất là ok luôn. Ok, xin chào anh em ha.